thưa hội nghị, điều đầu tiên cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến cái ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội để trình bày về cái giá trị cái vai trò của sâm trong y khoa. Tại vì cái ai cũng biết là cái sâm ngày nay đóng một vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là những bệnh lý y khoa mà nó đáp ứng được cái nhu cầu yêu cầu của cái việc tránh hạn chế cái mức tối đa chúng tôi phơi nhiễm ở trẻ, phơi nhiễm cái X ở trẻ em. Và thứ hai nữa, nhưng mà cái bệnh lý y khoa thì nó lại rất là đa dạng và phức tạp, nó lại mà cái bệnh lý ở trẻ em thì rất đa dạng và phức tạp, như vậy nó làm cho cái người bác sĩ xương đòi hỏi phải có những cái nhiều kỹ năng và nhiều kiến thức hơn. Và cái để phân tích một chút xíu về cái yêu cầu của cái sâm y khoa thì chỉ nhắc nhở anh chị một điều, đó là trong quá trình chị tiếp xúc bắt đầu khảo sát sâm thì nên mà luôn luôn tận dụng cái đầu dò lai nghe, bởi vì khi chị nói với anh chị nếu tận dụng thêm sâm đất lai màu để làm tăng được cái hiệu quả của cái chẩn đoán, thì trong cái khuôn khổ của một cái bài sâm đại cương của cái do yêu cầu mục đích của cái hội, nên trong bài báo cáo này tôi chỉ trình bày về cái gọi là đại cương để cho chị thấy được rằng cái siêu âm y khoa nó sẽ cung cấp được những mối giá trị đến đâu và hiệu quả đến đâu. Thì thứ nhất đối với hệ thần kinh thì mặc dù sự phát triển của CT MRI nhưng mà siêu âm xuyên khớp vẫn ngày nay vẫn còn nguyên giá trị của nó cho phép đánh giá được toàn bộ những cấu trúc não, đánh giá được hệ thống não thất, khoang màng não và mạch máu nội sọ, và chủ yếu là để đi tìm những bệnh lý về xuất huyết, những bệnh lý nhiễm trùng, dị dạng não, những khối u. Tuy nhiên, nó là được thực hiện một cách thường quy ở những đứa trẻ sinh non, ở những trẻ sang tiến sản khoa hoặc là bệnh cảnh đa dị tật. Đây hình ảnh của một cái sâm xuyên khớp mà tên là cách Collar, cho phép mình chỉ đánh giá được toàn bộ những cái cấu trúc não trên và dữ liệu. Thứ hai là trong sâm tủy, tủy sống, có thể nói đây siêu âm vẫn là một cái phương tiện tầm soát những cái bất thường của tủy. Và nó được thực hiện rất tốt, cho phép đánh giá rất tốt cái hình ảnh của tủy, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 3-4 tháng. Và chủ yếu là nên thực hiện một cách thường quy ở những đứa trẻ có biểu hiện một cái bọng đái thần kinh, một cái dị dạng hậu môn trực tràng hoặc là có một cái bất thường trên cái một cái dị dạng của một cái phần mềm ở vùng trụ cột. Thì siêu âm sẽ là một cái phương tiện ban đầu để cho anh chị tầm soát. Đây là hình ảnh của một cái sâm tủy trên mặt cắt dọc. Anh chị sẽ thấy hình ảnh của tủy rất rõ, đánh giá được cái dây tận cùng, đánh giá được cái rễ trùng đưa ngựa. Và trên mặt cắt ngang thấy hình ảnh của tủy cũng như đánh giá được cái trùng đưa ngựa. Như vậy thì đối với cái sâm ngực thì cái khí cũng là một cái cản trở. Tuy nhiên ngày nay sâm vẫn cho phép anh chị đánh giá rất tốt cái vai trò đánh giá trong bệnh lý của nhu mô phổi, màng phổi và trung thất. Đối với trong bệnh cảnh tràn dịch màng phổi thì cái yêu cầu nó là dễ phát hiện nhất, và cho phép anh chị đánh giá định lượng và đặc tính tính chất của dịch đó. Bệnh lý đánh giá được cái viêm phổi, hiện tượng viêm ngoại tử phổi, áp xe hoặc là thậm chí có những khối u hoặc những cái dị dạng phổi qua sâm nhiều qua mình vẫn phát hiện được. Đây là hình ảnh của một cái trong mạch phổi với hình ảnh em của rất rõ các bạn có dịch màng phổi phản ứng. Hoặc là khi anh chị thấy một cái tràn dịch màng phổi hiện tượng viêm dày bách quá như vậy thì cái điều đầu tiên đó là cái mình sẽ không chọc dò. Thứ hai nữa là có ý kiến nhà ngoại khoa để can thiệp sớm để tránh những di chứng sau này cho đứa trẻ. Đây là đứa trẻ đến trong bệnh cảnh của một cái được chẩn đoán là một cái khối u vùng đáy phổi bên trái, nhưng qua siêu âm mình phát hiện một cái mass ở vùng đáy phổi và có sự nhận được nuôi từ một cái mạch máu riêng với hình ảnh đặc trưng của một cái khối dạng mô nằm ở đáy phổi, nhận nhánh máu và có riêng để theo hình ảnh của một cái phổi vị trí của cicatrisation. Đối với sâm gan trong y khoa thì nó cũng giống như người lớn, anh chị đã khảo sát đánh giá từ hình ảnh cấu trúc kích thước nhu mô, nhưng mà ở trẻ em thì cái bệnh lý nó y khoa nó đặc thù hơn. Có thể cái bệnh lý gan có thể là bệnh lý trong bệnh lý chuyển hóa, bệnh lý huyết học và bệnh lý nhiễm trùng, hoặc là những khối u cái đặc trưng đặc thù nó khác với người lớn. Hình ảnh của một cái đứa trẻ lớn trong bệnh cảnh của một cái tổn thương gan to, hình ảnh tổn thương đa ổ, nhiều khối cây cô cây cám thổ bao dày, đây là hình ảnh đặc trưng của một cái bú gan, một cái emangium gan đa ổ, hoặc là một cái mass mà
eco kém, dịch nó không có nhiều phát hóa như vậy, tôi gợi ý rằng phải ăn tôm của gan, hoặc là một cái ổ áp xe gan rất là to, anh chị thấy hình ảnh. Cho một đứa trẻ đến cho mình cảnh một cái đau bụng mà nếu chị trên một cái nền tổn thương gan mạng tính mà có một cái mass dạng đặc, nếu kẹt trên một cái mass dạng đặc eco gen có kèm theo một cái huyết khối của cái mạch cửa thì chắc chắn đây là hình ảnh của một cái HCC trên nền cái viêm gan mạng. Trong bệnh lý đường mật thì siêu âm nhi khoa có một cái câu lại chị nhớ là đứng trước một đứa trẻ vàng da kéo dài trên 2 tuần, đứa trẻ sơ sinh vàng da kéo dài trên 2 tuần thì bác sĩ cho nó là mình phải mọi giá phải loại trừ được cái teo đường mật, bởi vì cái teo đường mật chỉ cho phép mình chỉ trong vòng 3 tháng đầu tiên thôi. Thì trong thứ hai nữa là cái siêu âm mình có thể chẩn đoán được những cái dị dạng bất thường khác, đặc biệt là đó là cái u nang mật chủ. Đây là những cái bệnh lý mà đòi hỏi siêu âm đóng vai trò chẩn đoán rất tốt. Cái hình ảnh của một cái u nang mật chủ được phát hiện và người ta thấy rằng siêu âm ngày nay phát hiện những cái bất thường của đường mật, đặc biệt là u nang mật chủ ngày càng số hơn, có thể phát hiện từ giai đoạn bào thai. Đối bệnh lý tụy thì có thể cái ngược với người lớn, tụy ở trẻ em thì khảo sát siêu âm rất dễ nhưng bệnh lý này lại ít, nhưng lại có rất là giá trị trong việc theo dõi phát hiện, theo dõi chẩn đoán và theo dõi những cái biến chứng của cái biên tụy. Và đặc biệt ở trong nhi khoa thì có một cái nữa đó là anh chị biết là siêu âm có thể phát hiện được những bất thường của kinh trứng tụy mật, đây là một trong những nguyên nhân gây viêm tụy tái đi tái lại, và siêu âm sẽ gợi ý được cái bất thường kinh trứng tụy mật. Hình ảnh của một cái biên tụy anh chị thấy là cái to eco kém và chúng ta có hiện tượng thâm nhiễm mỡ ở khoảng quanh tụy, hình ảnh đặc trưng của một cái biên tụy. Với hình ảnh đôi khi anh chị có hiện tượng phù nề ở quanh sau khúc mặt, phù nề dọc cái cơ sót, mà cái nhà lâm sàng siêu âm một số em rất dễ bị sụp chẩn đoán nhầm với một cái hình ảnh của một cái viêm ruột thừa, viêm phúc mạc. Nhiều khi thấy hiện tượng phù nề ở vùng chẩn đoán nhầm viêm phúc mạc ruột thừa, nhưng mà khi mổ ra thì lại là một cái viêm tụy. Đối với siêu âm lách thì nó cũng giống như người lớn anh chị, bên cạnh việc đánh giá về mặt kích thước, về mặt cấu trúc thì trong nhi khoa phải đánh giá về số lượng một lách có lách hay không có lách, một lách hay nhiều lách. Và cái điều quan trọng có thể gặp trong những cái bệnh lý đặc thù riêng biệt ở trẻ em đó là xoắn lách. Hình ảnh một đứa trẻ đến cho mình cảnh một cái đau bụng thôi, nhưng mà cảnh sinh xong chị thấy lách nó không nằm ở vị trí bình thường, nó vị trí lách to hơn, lách rất to nằm đặt chỗ và eco kém. Và thứ hai là có cái dấu hiệu việc bun ở vùng rốn lách, mất sự tưới máu. Đây hình ảnh được chẩn đoán đây là một cái tình trạng xoắn lách đặt chỗ trước mổ, và khi mổ ra thì đã hình tưởng của một cái lách đã bị xoắn ngoại tử. Đối với ống tiêu hóa thì cũng vậy, tức là trước đây mình bác sĩ mình rất là sợ do ống tiêu hóa này hơi khó khảo sát, nhưng ngày nay trong nhi khoa có thể cho phép mình chỉ đánh giá ống tiêu hóa toàn bộ từ miệng cho đến cổ hồng môn. Và thứ hai nữa là đánh giá rất tốt với công việc của cái, những cái dị tật của đường tiêu hóa. Thì trong ống tiêu hóa ở trẻ em, đặc biệt là trong bệnh lý cấp cứu, thứ nhất là viêm phúc mạc, viêm phúc thừa và viêm phúc mạc thừa thì chẩn đoán vẫn là lâm sàng. Tuy nhiên trong nhi khoa thì đôi khi nó vai trò phụ sâm cũng rất quan trọng, đặc biệt là những cái bệnh thừa trẻ dưới 2 tuổi. Thì hình ảnh của về tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm phúc thừa ở trẻ em cũng giống như người lớn, cũng có đường tiêu chuẩn đường kính gì mặt nói. Đây là hình ảnh của một cái viêm phúc thừa. Hoặc là đôi khi chỉ cần thấy một cái hiện tượng tụ dịch bất thường ở vùng hố chậu cộng với hiện tượng dày mặt nối và có dấu hiệu đặt cái sai ở vùng hố chậu phải, đây là hình ảnh của một cái viêm phúc mạc thừa khu trú ở trẻ. Về đến một cái khả năng chẩn đoán độ nhạy đặc hiệu trong chẩn đoán siêu âm của đột thừa rất là cao, khoảng 75-95% và độ đặc hiệu là 95%. Bệnh lý lồng ruột đây là một cái cấp cứu trong nhi khoa cũng rất thường gặp và với một cái độ nhạy đặc hiệu khá cao, nhưng anh chị lưu ý trong quá trình chẩn đoán bệnh lý lồng ruột thì luôn luôn phải thực hiện trên đủ hai mặt cắt và đường ảnh được trên mặt cắt ngang là ảnh khô cạc, ảnh nông nông thì đường kính ở trên 25mm là ảnh cắt dọc, ảnh xưa luôn cái nghiêng mặt thì cũng phải đủ hai mặt cắt, đây là một tiêu chuẩn bắt buộc. Trong xoắn ruột ở trẻ em thì vấn đề xoắn ruột có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó một cái xoắn ruột cho ruột sẽ bất toàn là một trong những nguyên nhân thường gặp và cái thời gian đòi hỏi anh chị phải có một cái chẩn đoán sớm và chính xác. Thì đối với luật sư bất toàn, anh chị lưu ý việc cái dấu hiệu đầu tiên để chẩn đoán được cái luật sư bất toàn đó hiện tượng đảo vị trí của mạch máu mặt siêu trần trên. Và thứ hai là dấu hiệu việc buôn. Đây là hai dấu hiệu để cho phép anh chị chẩn đoán một cái số luật do luật sư bất toàn. Với một cái độ nhạy và đặc hiệu cũng rất là cao, đó là độ nhạy 86% và đặc hiệu 92%. Bệnh lý cấp cứu thứ 3 thứ 5 đó là bệnh hẹp phì đại cơ vị.
có thể nói ngày nay cái siêu âm chẩn đoán hẹp thùy đại khung huyệt có một cái độ nhạy và độ chính xác rất là cao với hình ảnh của một cái cắt ngang của cái huyệt hình ảnh là cái sai và hình ảnh sẽ cái sai hình ảnh hai hình ảnh đặc trưng của một cái hẹp thùy đại khung huyệt với chẩn đoán siêu âm này cho phép anh chị tiến tới phòng mổ mà không cần phải chụp tiêu CD. Độ chính xác trong chẩn đoán hẹp thùy đại khung huyệt là 96% trong bệnh lý tắc ruột. Có thể nói là cái siêu âm có một cái độ nhạy và độ cũng rất là cao với những tiêu chuẩn của một cái vai ruột giãn, vai ruột xẹp với hai lần những dấu hiệu của siêu âm sinh hoặc là dấu hiệu gì của vai ruột siêu âm bên cạnh việc chẩn đoán vị trí tắc ruột và tắc và gợi ý được cái nguyên nhân của tắc ruột. Đây là hình ảnh của một đứa trẻ được phẫu thuật nội soi bị u năng buồng trứng. Sau phẫu thuật thì thấy mình nó trướng lên, qua siêu âm mình thấy là các vai ruột giãn, vai ruột xẹp và hiện diện sự hiện diện một cái cấu trúc ống tiêu hóa nằm ở thành bụng. Và anh chị thấy đây là hình ảnh của một cái thoát vị qua cái lỗ troca gây tắc ruột và trẻ sau phẫu thuật. Bên cạnh những bệnh lý viêm nhiễm, có thể là bệnh lý viêm đại tràng xuất huyết hoặc là bệnh Crohn, và thứ hai là bệnh lý trong siêu âm có thể gợi ý chẩn đoán một cách phát hiện được những cái bất thường bẩm sinh về nano đục đôi hoặc u nano hoặc treo. Trong cái bệnh lý tăng xuất huyết giảm thấp hay là bệnh Krasinov, đây là một bệnh lý mà đôi khi nó làm cho nhà lâm sàng khó khăn trong chẩn đoán. Bệnh nhân đến trong một bệnh cảnh đau bụng cấp rất dữ, mặc dù biết rằng Enoxline có biểu hiện bệnh ban xuất huyết ngoài da luôn biểu hiện bằng có ban xuất huyết, nhưng mà trong thực tế lâm sàng biểu hiện đường tiêu hóa đôi khi xuất hiện trước. Đến trong một bệnh cảnh đau bụng rất dữ và hình ảnh xong đôi khi rất gợi ý, đó là hình ảnh anh chị thấy hình ảnh viêm dày thành ruột lan tỏa với mất đi một cái cấu trúc và có sự tăng sinh mạch, tăng tưới máu của thành ruột. Và hình ảnh này viêm ruột lan tỏa rất gợi ý đến một bệnh Enoxaline và cho phép anh chị theo dõi. Trong siêu âm tiết niệu, siêu âm đóng vai trò khá quan trọng trong việc tầm soát và phát hiện những dị tật của đường niệu, đặc biệt là những đứa trẻ đôi khi đến trong chị là có thể được phát hiện từ giai đoạn bào thai, nhưng sau sinh cũng phải kiểm tra lại, và những bất thường những dị dạng đó sẽ góp phần trong vấn đề tránh được những cái gọi là để hậu quả về cái tình trạng suy thận mãn ở đứa trẻ chẳng hạn. Trong siêu âm trong hệ sinh dục ở trẻ em thì đặc biệt thì trước đây mình mục đích là để xác định giới tính, nhưng bên cạnh đó ở con trai, ở bé trai thì bên cạnh xác định vị ở những đứa trẻ bị sinh hoạt ẩn xác định vị trí của nó thì ở trẻ em thì có một điều là đứng trước một đứa trẻ đến trong bệnh cảnh của một sinh đau một người cấp thì cái vai trò quan trọng của siêu âm đó là xác định và loại trừ một cái viêm hay xoắn tinh hoàn. Bởi vì có một xoắn tinh hoàn chỉ cho phép anh chị trong vòng 6 tiếng đầu tiên thôi, nếu chị chẩn đoán trễ thì chị sẽ mất cơ hội. Còn ở bé gái thì đôi khi một trong những cái mà nguyên nhân gây đau bụng cấp ở trẻ đến trong bệnh cảnh của một cái ứ dịch âm đạo, ứ huyết âm đạo. Trẻ này 12 tuổi đến trong bệnh cảnh đau bụng không rõ nguyên nhân, qua siêu mình phát hiện một cái ứ dịch âm đạo và anh đẹp hình ảnh rất rõ của một cái hematocomos. Hoặc là đôi khi trẻ đến trong bệnh cảnh của một cái điều sưng đau, đến sưng đau cấp tính như là con trái, và trên hình ảnh xem thì thấy là một siêu thấy hình ảnh của một cái tinh hoàn sưng to có những ổ hoại tử eco kém không đồng nhất, và khi mổ ra đây là một cái xoắn hoại tử tinh hoàn. Một cái đặc điểm thứ hai cũng phải nghĩ đến đó là viêm xoắn mố phụ của màu tinh. Đây là một cái bệnh cảnh hay gặp ở những đứa trẻ trong độ cấp 1 khoảng 5-7 tuổi đến trong bệnh cảnh của một đột ngột có đa biểu, và qua xem mình cũng thể thấy được một cái biểu một cái tinh hoàn, thấy một cái nô nó eco dày nằm giữa tinh hoàn màu tinh có được phản ứng, và hình ảnh này đây là hình ảnh của một cái xoắn mố phụ. Bởi vì xoắn mố phụ điều trị nội khoa, xoắn tinh hoàn can thiệp ngoại khoa càng sớm càng tốt. Do điều siêu âm đối với những khối u vùng bụng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tầm soát phát hiện sớm những khối u, và nó tùy theo cái trình độ cái năng lực của anh chị để anh chị sẽ gợi ý những cái u này nó nằm ở trong khúc mạc hay sau khúc mạc. U này bản chất nó là cái gì, nó là một cái neuro hay là một cái bú viêm, chứ không phải đơn thuần của một bác sĩ siêu âm là chỉ là chỉ phát hiện ở góc độ là phát hiện khối u ở bụng không, mà siêu âm anh chị sẽ đạt được một cái trình độ cao hơn, đó là mình sẽ gợi ý được u này là bản chất là cái gì để từ đó người ta có thể làm những cái mạch cơ tương ứng. Đối với trong y khoa, siêu âm khớp đặc biệt là khớp háng. Đối với khớp háng thì nó có hai vấn đề chính. Ở những đứa trẻ sơ sinh thì vai trò của siêu âm là tầm soát chẩn khớp háng.
việc tầm soát được cái tóc tháng này đóng vai trò rất là, và cái thời điểm của nó thì anh chị nó nên thực hiện ở khoảng tuần thứ 3, thứ 4. Và thứ hai nữa là ở những tóc tháng có nguy cơ. Một nhóm thứ hai nữa là đó là những trường hợp ở những đứa trẻ có hiện tượng viêm bao tóc tháng thoáng qua, hay là gọi là hội chứng Rondon, tức là hay gặp ở những đứa trẻ ở tuổi cấp 1. Đứa trẻ sáng ngủ dậy đi không được, nó đứng nó đau. Và siêu âm có giá trị, rất giá trị trong việc phát hiện một cái viêm bao hoặc dịch, viêm bao khớp háng. Hai cái kỹ thuật này hơi khác một chút xíu thôi, nhưng mà có cái giá trị trong việc chẩn đoán, việc tránh những cái. Bên cạnh đó nó còn được dùng để chẩn đoán để phát hiện những cái dịch tràn dịch hay là tràn máu ở khớp bao khớp. Trong những cái bệnh lý của vùng cổ ở trẻ em thì bên cạnh những cái bệnh lý viêm nhiễm có thể là viêm mạch, áp xe hạch, hoặc là những dị dạng mạch máu, bất thường mạch máu, hoặc là những tổn thương bẩm sinh ở vùng cổ, siêu âm rất được phát hiện trong việc xác định ở những bệnh nhân suy giáp. Ở những suy giáp thì vấn đề là siêu âm xác định là tuyến giáp này có hay không có, và thứ hai là có lạc chỗ hay không, và vai trò của siêu âm là chỗ đó, là đặc biệt là những bất thường những đường dò theo mang, siêu âm hoàn toàn có thể trả lời cho nhà lâm sàng để mà có. Trên một đứa trẻ đến có một tình cảnh nhiễm trùng một cái vùng cổ, tiếng áp xe, viêm áp xe vùng cổ liên tục, thấy đi tới lại hoài, thì nhà tối bác sĩ xem là phải nghĩ đó, đi tìm con nó có đường dò xem mang hay không, chứ không nên mình được cái điều trị nội khoa hoài. Điều quan trọng thứ hai là xem kiên thì là gợi ý được cái đường dò xem mang để cái nhà khoa và phục cách đường dò nó để thì sẽ nó sẽ tái đi tới lại hoài, và điều đó là tập đi gặp lại. Trong tổn thương phần mềm ở trẻ em thì bên cạnh những cái viêm mô tế bào hay tốt viêm siêu âm thì rất có giá trị trong việc phát hiện những dị vật không cản quan. Điều quan trọng thứ hai nữa, ở trẻ em khi việc tiếp cận với trẻ trong tình cảnh một cái viêm mô tế bào thì luôn luôn phải cảnh giác với một cái cốt tủy viêm, bởi vì cái cốt tủy viêm đó là một cái cấp thuốc ngoại tính hình như viêm mô tế bào, thì điều trị ngoại khoa đơn nội khoa đơn thuần. Cho nên là khi anh chị tiếp cận một đứa trẻ mà có biểu hiện của một cái viêm mô tế bào nhiễm trùng chi thì lưu ý đến cái việc để ý có hiện tượng có phản ứng hoặc có được tụ dịch cảnh màng xương hay không. Đây là một dấu hiệu gợi ý một cái cốt tủy viêm, hoặc là những khối u ở phần mềm có thể là một cái u cơ, hoặc là những cái neuron hay hoặc là lymphoma, thì trong y khoa cũng rất là hay gặp. Và một trong những cái bất thường hay gặp nhất đó là những bất thường là những cái máu mà hay là những cái dị dạng mạch máu. Việc chẩn đoán siêu âm, anh chị xác định phân loại đúng siêu âm như sẽ trả lời đúng loại cú máu hay là dị dạng mạch máu thì sẽ góp phần cho việc điều trị đúng. Một cái cú máu nó hoàn toàn khác cái điều trị dị dạng. Cái cú máu bẩm sinh và cái cú máu thể trẻ nhỏ, việc điều trị hoàn toàn khác nhau. Chứ mà cái vai trò của định hướng chẩn đoán xác định loại là vai trò của bác sĩ siêu âm như. Mấy anh chị làm cái phân loại cho được để người ta điều trị cho đúng. Nếu anh chị cái nào cũng là bú máu thì đôi khi mình sẽ điều trị có thể gây những cái hậu quả, những tai biến của đứa trẻ. Đây là ảnh một cái bú máu trẻ nhỏ ở vùng tuyến mang tai của anh chị thôi. Hoặc là những cái dị dạng của một cái bệnh vùng cổ, đây là một cái dị dạng của hệ bạch huyết, là một cái gọi là cái function. Đôi khi không phải cái mass nào đến anh chị nó sưng đỏ, nó đều là làm cái bú máu hết. Đứa trẻ đến trong bệnh cảnh của một cái sưng đỏ dùng chất lưu với chẩn đoán là một thoát vị, thoát vị bằng đảo tủy, nhưng qua siêu âm mình phát hiện đây là một ổ tụ mủ trong cái khu miệng, hay nó khác đi, đây là hình ảnh của một cái viêm mô tế bào áp xe hóa. Anh chị thấy hình ảnh của một cái viêm mô tế bào áp xe hóa. Hoặc là đôi khi một cái trẻ đến trong một bệnh cảnh của một cái nhiễm trùng, một cái chảy mủ hoài không hết. Đứa trẻ này đến trong bệnh cảnh một cái chân nó bị chảy mủ hoài, được điều trị rồi nhiều lần không cả tháng không hết. Thì khi siêu âm mình phát hiện được đây là cái dị vật, một cái cây nó nằm trong cổ mô miệng, một cái dị vật nằm cổ cái cây nó nằm trong cái mô miệng, khi mà áp xe nhiễm trùng thấy đi thấy lại hoài, và mình định hướng vẽ cái đường cho nhà bác ta để họ can thiệp vô. Có thể nói trong cái chuyên khoa thì ngày nay cái kỹ thuật những thủ thuật can thiệp máu ngày càng nhiều hơn, những can thiệp đó gây ra những cái biến chứng, có thể là cái giò, những cái áp, những cái túi phình hay là những cái khối, thì cái vai trò của siêu âm y khoa cũng phải làm những cái siêu mạch máu. Bên cạnh những cái bệnh lý về nguyên nhân cao áp, siêu âm mạch máu thận, thì bên cạnh cái yếu tố mà người ta khảo sát đó là cái can thiệp siêu âm hướng dẫn chọc giò tĩnh mạch thận, tĩnh mạch dưới đòn hoặc tĩnh mạch đùi. Và anh chị còn khảo sát của hệ cửa,
có thể nói trong y khoa, đặc biệt là sơ sinh, ngày càng nhiều xuất hiện những huyết khối, những huyết tắc của hệ cửa mà do những cái can thiệp của cái tinh hoàn trốn, thì vai trò của sơ mình có thể phát hiện được những cái rất sớm để mình có chỉ định rút cateter, hoặc là mình có chỉ định dùng kháng đông sớm để ngăn ngừa tiến triển nó bị tăng áp cửa sau này. Đối với sơ can thiệp thì bên cạnh việc mình xin xét những khối u hoặc xin thức tạng gan thận thì nó còn hướng dẫn chọc trò những luôn. Đây là hình ảnh của một ổ xe gan cho một đứa trẻ 5 tuổi. Và khi chịu giới hướng dẫn của siêu âm, anh chị chọc mất ngủ. Và thứ hai là kết quả hiệu quả sau khi anh chị chọc mất ngủ cũng nhận không cần rút ngắn thời gian điều trị, rút ngắn được bài. Thứ hai là tránh được mất ngủ không cần thiết. Đối với chấn thương bụng cứng trong y khoa thì cái này nó cũng hay, cũng không phải là hiếm. Và tổn thương có thể là tổn thương cận đặt gan, thận tụy thì rất nhiều. Thậm chí cả ống như quá anh chị cũng có thể trả lời được. Thì trong một nghiên cứu người ta thấy rằng siêu âm trong thì phát hiện tổn thương trong chấn thương bụng kính độ nhạy đặc hiệu cũng rất là cao, từ 86 đến 93%, đặc hiệu 98%, đặc biệt là đối chặn đặc độ nhạy rất là cao, 92% và lách 90% thận 92%. Nói tóm lại với siêu âm ngày nay, siêu âm đặc biệt trong bệnh lý y khoa đóng một vai trò rất quan trọng. Nó có thể bên cạnh việc hướng dẫn các chẩn đoán và phát hiện chẩn đoán điều trị, mà nó còn có thể đóng vai trò theo dõi những bất thường tiền sản, và để thực hiện được một cái siêu âm nó chuẩn mạng, nó cũng sẽ cung cấp rất nhiều thông tin cho nhà lâm sàng, và nó đòi hỏi các nhà bác sĩ siêu âm phải có nhiều kiến thức hơn, không phải đơn thuần là bệnh quẹt, không phải đơn thuần là chỉ chéo rồi dò đơn thuần, mà đòi hỏi anh chị phải có một cái kỹ năng về nội khoa, bệnh học, đạo thuật hình ảnh học. Phần trình bày xin được. Thank you.